Hello mobile, xin chào tất cả bạn ha. Thì hôm nay mình làm video này á, là để hướng dẫn các bạn mà thuộc cửa hàng ghép sim ha, hoặc là những cái bạn người dùng mà có rành về máy tính một xíu thì cũng có thể ghép được ha. Ở đây thì mình làm video này bởi vì là mình cũng không tính làm đâu, bởi vì có rất nhiều bạn mua sim bên mình mà là thuộc cửa hàng á, cứ gọi cho mình mỗi lần khách hàng vô cứ gọi cho mình. Và những trường hợp khó người ta làm không được, người ta gọi cho mình hoài, mà không phải là một người hai người mà rất là nhiều người ha. Cứ khách hàng vô cứ gọi, ghép không được là cứ gọi, không ghép không được cứ gọi. Nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cách mà chắc chắn làm được 100% ha, cho tất cả các dòng máy luôn, tất cả các loại sim luôn, tất cả các dòng máy như là AU-ZM giờ khó, hoặc là những cái dòng mà từ 5S trở lên á mà fake AOS xong rồi á mà các bạn ghép không được. Bởi vì các bạn biết mà dòng 5S tới 6 Plus mà nếu mà thuộc dòng máy ZMAU, nếu mà cái fit mà không cần máy tính thì rất là khó nha. Bởi vì phải cài VPN kết trước, sau đó bật lên rồi xong mới fake AOS, sau rồi mới kép SIM. Mà nếu mà cái VPN á mà cái đó miễn phí á, nếu mà bật lên một lần mà nó không được thì phải gỡ fake AOS ra, rồi phải tắt bật cái VPN vài lần. Xong rồi lại cài và fake AOS vô lại thì nó rất là tốn thời gian ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn và các cửa hàng luôn ha, là cách ghép mà ok nhất. Ở đây mình mới reset một cái máy iPhone 12 về máy lock ha. Đây các bạn, sim bị khóa nha. Máy iPhone 12 lock bên mình thì còn rất là nhiều nha. Máy gần y như là new luôn nha, pin 100% hết. Máy lướt không các bạn. Đây pin 100% hết. Bây giờ mình sẽ tiến hành fix cái này cho các bạn xem ha. Ở đây đầu tiên á, thì các bạn để ý giùm mình ha. Mình sẽ cắm điện thoại vào ha. Rồi, ấn tin cậy nè. Coi Bluetooth nhận chưa ha. Thì nếu mà là cửa hàng thì chắc chắn các bạn phải có cài Bluetooth rồi. Còn làm gì có cửa hàng nào mà không cài Bluetooth ha. Đây các bạn, máy pin 100% nè. Full xanh ha. Rồi, ở đây Bluetooth cắm vô nó nhận là mình cứ để đó đi. Đầu tiên á là mình phải vào cho mình là cái web hallomobile.vn ha. Sau đó các bạn vào banner ghép sim. Rồi, các bạn để ý cho mình nha, để mà fit được tất cả các dòng máy thì các bạn sử dụng cho mình cái mã này. Đối với lại cách fit trên máy tính thôi nha các bạn. Mình sẽ cắm cho các bạn xem ha, mình sẽ cắm sim. Bây giờ mình sẽ cắm sim vô. Sử dụng mã 5379 nha các bạn. Nếu mà các bạn làm trực tiếp trên máy mà không qua máy tính á, thì nhiều khi VPN kết á, lúc nó nhận VPN lúc không, còn qua máy tính thì chắc chắn sẽ nhận 100% nha. Đó, khi cắm vô nó dàn ti nè. Đây các bạn, cắm vô nó dàn ti nè. ICC đi là 5379 ha, là các bạn sẽ dùng cái này cho mình để cho xài từ tất cả luôn. Rồi, về cái IMSI này thì các bạn phải ấn đủ 15 số nha. Đây, 7 số đầu thì là của thuộc nhà mạng, còn số sau á mình ấn gì cũng được, hoặc là mình ấn không hết đi. Mình nên sử dụng của Viettel, Mobivina gì đó cho chắc chắn nha, bởi vì lock hiện tại chỉ có lock Mỹ và lock Nhật thôi. Thì mình sử dụng IMSI của những nhà mạng này á thì chắc chắn mình cắm vô nó sẽ ra ti ra. Còn nếu mà các bạn sử dụng nhà mạng của AT&T á, thì có thể là ví dụ máy đó máy AT&T AU thì nó sẽ không dăng. Nên là các bạn cứ sử dụng một cái nhà mạng nào đó khác nhà mạng của Mỹ thì chắc chắn nó sẽ dăng, hoặc là các bạn ấn không hết cũng được để cho nó không thuộc nhà mạng nào thì cắm vô nó cũng dăng ha. Rồi thì cái này là mình cái bước chuẩn bị ha. Thì đương nhiên cái sim á, khi các bạn mua về các bạn cứ để cái y chang cái mã này thôi, là các bạn fit máy nào cũng được, bởi vì các bạn là cửa hàng mà đâu có quan tâm mã khác đâu. Cái mã này nó sống cái đây mấy cả tháng, hơn tháng, 2 tháng nay rồi. Rồi sau khi mà kiểm tra rồi máy dàn ti ra như thế này, và iOS nè, iOS thì các bạn để ý nha, là nếu mà cách fix này á, thì iOS 14.7 trở lên nha các bạn. Đây này đang là 15.1 rồi. Sau khi ấy á, sau khi cắm vô á, thì các bạn cài cho mình cái phần mềm này. Cái phần mềm này là VPN nha các bạn, đổi IP thì để tải á, thì các bạn search trên Google thôi. Đây các bạn, mình sẽ zoom lên cho các bạn đợi giải đọc ha. Phần mềm nè, quy quên là W I N D S C R
tin nhắn BE. Rồi sau khi search nó sẽ ra một trang web như thế này. Các bạn click rồi vô cái trang web nè. Các bạn để ý trang web ha. Click vô. Thì ở đây có chữ tải về nè, các bạn tải về. Rồi, ở đây nếu mà các bạn sử dụng Win hay Mac hay là Linux gì đó thì các bạn chọn cái nào mà sử dụng cái nào các bạn chọn cái đó. Mình sử dụng Windows mình chọn Windows. Cái này người dùng làm cũng được ha, bởi vì cái này mình hướng dẫn cũng cụ thể rồi. Nhưng mà ở đây là có cái bài YouTube thì ai chắc chắn ai cũng biết cài rồi ha. Còn nếu không thì các bạn cứ search trên YouTube á, người ta hướng dẫn. Rồi các bạn ha, xong rồi mà sau khi mình tải về á, rồi mình cài đặt thôi. Mình cài đặt bình thường như những phần mềm khác thôi. Sau khi mình cài đặt xong á thì nó sẽ hiện ra một cái phần mềm như thế này. Các bạn chỉ cần ấn bật lên ha. Ở đây nha, các bạn chọn thành Mỹ đi. Mỹ đây, chọn Atlanta thì các bạn chọn vô đó, các bạn cứ chọn cái này nè, cái nào miễn phí á, thì nó sẽ này đó. Miễn phí này có hình cái tay, còn cái có phí thì nó sẽ mắc hơn, nên là nó sẽ có dấu cái này không xài được nữa các bạn, dấu đỏ đỏ. Các bạn cứ chọn cái này rồi các bạn bật lên đó. Vậy là các bạn đã đổi thành cái IP của Mỹ xong rồi nha, Atlanta rồi nè. Rồi sau đó các bạn mở bài YouTube lên. Cái này là các bạn đã fake cái IP thành công rồi nha, đã chuyển thành IP của Mỹ rồi, mà không cần Mỹ đâu, mà IP nào cũng được, ngoài Việt Nam là được rồi. Đây nha các bạn, sau khi mà ấy xong thì các bạn ấn ở đây, có ở bài YouTube các bạn có chơi active now nè, các bạn ấn active, sau các bạn ấn start. Thì xong, mình chờ một xíu à, chờ xíu tự động nó vô rồi. Rồi ở đây các bạn thấy không, các bạn thấy là nó đã active thành công rồi. Rồi ở đây các bạn ấn tiếp tục, xong mình sẽ thoát ra. Hồi nãy SIM bị khóa đúng không, nãy giờ mình đâu có đụng vô gì đâu. Đây các bạn thấy không giới hạn SIM rồi không đó. Cái cách này thì cho dù máy của các bạn là thuộc cái dòng nhà mạng nào cũng vậy hết, các bạn chỉ cần cắm vô active là cái này xong. Và cái này là rất là cho cửa hàng thì ok hơn, bởi vì cái này phải cần máy tính. Còn người dùng thì đôi lúc thì không có máy tính thì cứ làm theo những cái cách ở trên mạng thôi ha, cái cách mà mình đã hướng dẫn trước. Còn cách này là cách thường dùng cho cửa hàng. Còn nếu mà các bạn fit không được thì cũng có thể dùng cái này. Nhưng mà các bạn phải để ý nha, máy các bạn phải nguyên zin nha. Nhiều bạn bị câu sim ghép trên main mà cứ fit thì không được đâu, bởi vì nó chỉ nhận cái sim ghép trên main, nó nhận cái mã ICCID của sim ghép trên main, mà các bạn cứ đòi fit. Mà nhiều khi mình nói là mấy các bạn câu sim ghép trên main các bạn không tin nữa. Mình là cửa hàng mình làm nhiều rồi các bạn, mình nhìn mã thôi là mình biết cái máy như thế nào rồi, chứ không cần phải bung máy ra mà để mà biết máy câu sim ghép trên main hay không đâu các bạn. Rồi với lại ở đây có nhiều bạn mua sim mình xong về bắt mình hướng dẫn từ direct máy rồi fake iOS rồi xong rồi mọi thứ, mấy cái đó mà mình không làm được các bạn. Mình là cửa hàng mà các bạn là cửa hàng thì các bạn phải cố gắng tìm hiểu, thì lúc đó các bạn làm các bạn hiểu rồi, hiểu rõ được, nắm được nguyên lý thì các bạn sẽ làm được cho rất nhiều khách hàng của các bạn. Khách hàng về các bạn vô các bạn làm, các bạn phải biết nguyên lý, các bạn còn hướng dẫn khách, nhiều khi khách hỏi các bạn còn biết trả lời. Các bạn cứ chờ mình hướng dẫn, mà từng khách mình hướng dẫn một lần hai lần không sao nha, mình rất là welcome. Nhưng mà các bạn cứ mỗi lần có khách vô các bạn ghép không được, các bạn cứ gọi mình, là lúc đó là mình nhiều khi mình đang ngủ đằng này đằng kia các bạn cũng gọi nữa, thì rất là lúc đó rất là bực mình, bởi vì mình là cửa hàng mà mình cần hiểu rõ những cái đó để mình còn phục vụ những khách hàng về sau của mình, chứ đâu phải các bạn cứ mua cái sim có bao nhiêu đó tiền mà các bạn cứ gọi mình hoài. Mỗi lần có khách thì mình support, có khác gì là mình làm dịch vụ đâu các bạn, mình làm dịch vụ khi khách tới đâu, bởi vì không phải là nhanh nha các bạn. Ví dụ như mà ghép sim mà ví dụ như dòng 5S, 6LED thì cái mà direct máy rồi fake iOS nó tốn rất là nhiều thời gian, đâu phải ai mình cũng có thể mà gọi điện mà mình hỗ trợ được như vậy. Mà mình hỗ trợ có hỗ trợ, nhưng mà hỗ trợ một lần hai lần thôi các bạn. Mà các bạn phải tự, khi mà mình làm hướng dẫn các bạn thì các bạn cũng phải tự nhớ trong đầu chứ các bạn cứ mỗi lần có khách vô gọi mình là mình thua luôn. Đây, nên là hôm nay mình làm một cái video này hướng dẫn cách fit này. Mình chắc chắn với các bạn là máy nào dòng nào cũng ok hết, và cách fit này là cửa hàng nên sử dụng ha. Bây giờ sử dụng một cái mã một đó thôi,
còn cũng không, cái mã đó bữa giờ là không có chết nên là không có còn update không gì hết. Cắm vô thì active là xong rồi, chỉ cần cài thêm cái VPN này thôi. Rồi xong mình active vào đây. Active ấn đây active là xong. Dòng máy nào, nhà mạng nào cũng vậy hết, cũng được hết. Chỉ cần là iOS 14.7 trở lên nha. Rồi, video này coi như là mình giải đáp mọi cách fix rồi. Cái này thì các cửa hàng thì cứ khách vô thì cứ lụm thôi ha, chứ bây giờ đâu có còn gì mà vướng bận nữa ha. Không, tại cách fix trên trực tiếp trên cái điện thoại á, thì những cái dòng như AU, ZM với lại AT&T á thì phải cài VPN kết, mà VPN kết thì lúc nhận lúc không nha các bạn. Mà lúc mà mình cắm vô mình kích hoạt mà nó báo sim không hỗ trợ thì các bạn phải tắt cái VPN bật lại. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nếu các bạn thấy hữu ích thì ấn đăng ký kênh ủng hộ Halo Mobile. Cái này không phải là mình nói gì các bạn cửa hàng, nhưng mà mình làm cửa hàng thì mình nên tìm hiểu một xíu. Bởi vì nhiều người ta mua sim xong người ta nói cái giọng trách móc đó các bạn. Nếu mà người ta giọng cầu thị thì mình vẫn không nói gì hết. Nhưng mà người ta rất là trách móc, ý là người ta mua cái sim của mình mà sao mà mình không hỗ trợ cho người ta để xài được. Mà trong khi đó là máy dựng iOS thấp rồi đủ thứ hết. Sao lúc đó mình ra làm dịch vụ, các bạn ra làm dịch vụ ngoài cửa hàng thì nó tới 300-400-500 ngàn cũng có nữa, nó mà tùy dòng máy 350-450 đó. Mà các bạn mua cái sim có bao nhiêu đâu mà các bạn, nói chung là cũng mua cái sim đó các bạn làm cho mấy chục khách, cái 100 khách thì các bạn lời biết bao nhiêu, mà các bạn cứ lấy cái đó hành hẹn mình. Các bạn nên là tìm hiểu những cái video mình đã có hướng dẫn hết trên YouTube, các bạn có thể học và các bạn làm theo và các bạn kiếm tiền ha. Cái này là giải pháp win-win, bạn mua cái sim mà bạn có thể ghép được cho biết bao nhiêu người, bạn cũng có thể kiếm được tiền. Nên là các bạn nên tìm hiểu ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.